bao lâu bao anh em gặp lại một lần vui hết sức vui luôn anh em ơi. Đây để coi thằng cháu bao lâu mới gặp cậu nó lại cho ăn nguyên một bộ xương luôn nè. Đó nguyên một bộ xương cá hồi luôn nè các anh em. Đó đây là cậu Út nè, cậu Út đến từ Cà Mau rồi. Tao nói lâu lâu gặp cậu lên một lần cũng vui như là nào. Đây 1, 2, 3 vô nè, nó uống mạnh nhanh như chỉ ăn hết luôn nè. Hôm nay là ngày 29/4, hàng năm là ngày nghỉ công của cậu hai mình, cho nên hôm nay anh em con cháu tập trung rất là đông để về đây để làm ngày tưởng nhớ cho cậu hai của mình. Đây anh em coi nè, đây là anh em người mẫu của mình không có anh em ơi. Đây cái này đừng cho anh em đi làm ăn xa, anh em tập trung về đây chỉ được mấy 1/3 đâu nghe các bạn, còn đâu mất anh em này. Còn đây, đây là ngõ 2, đây là bà cả của mình đó nè, bà bà áo bông đỏ nè anh em ơi. Đây, năm nay chứ gần 80 đó anh em, dòng thấy khỏe lắm rồi, nhậu còn phải ghe luôn đó. Còn qua đây xem bà chủ nhà nè, hôm nay cũng nhậu hết, qua đây còn ta một mình luôn, buồn ơi là luôn luôn nè. Còn đây là cậu tám của mình, mặc áo trầm này các bạn, thấy tướng diện còn phong độ lắm rồi nha. Đó, qua đây mời các bạn được xem nè, ca sĩ Ngọc Như đang ca nè các bạn ơi. Ca sĩ Ngọc Như, biệt danh là Dịch Bầu. Dịch Bầu này là bà xã của tôi đó các bạn ơi. Đây, đang chuẩn bị có dịch con nha các bạn ơi. Lâu lâu anh em con cháu tập trung chơi một lần, quá trời vui. Nên uống hoài uống không thấy ai xỉn hết. Còn uống lượng, lấy lít không đây các bạn. Đây nè. Rồi ăn nước cạn luôn rồi mà vẫn chưa thấy ai xỉn hết. Quá trời rồi mạnh. Nên Cà Mau mà các bạn. Đây các bạn ơi, xem con cá thừa bơi lớn nè các bạn. Quá, ăn một con này uống cái cục ly rượu các bạn ơi. Đó, bạn thấy hấp dẫn chưa? Quá kèm theo ly rượu liền thì bỏ qua được. Nam ca sĩ Cao Thanh và cô nữ ca sĩ Cẩm Hồng sẽ đến những quý vị bài hát được mang tên Dòng Sông Quê Em. Bữa nay cứ vợ ông cha hát Dòng Sông Quê Em. giờ bà qua đây tiếp tục tăng hai nha các bạn ơi. À, bây giờ tiếp tục đến tầng 2. Đây, bây giờ gần cụ lại còn là mấy anh em thôi. À, đó, chị đẹp của tôi đứng là chị hai, chị cả đó.